Đấy, cái ghế này họ cắt vào cái thân cây này. Đấy, bố trí. Đấy. Mình sẽ người ta đấy đi vào cái homestay của họ, đi vào cái phòng của họ. Ôi dồi, tí nữa ngã. Vâng. Bên ngoài nó như thế này thôi nha. Người ta sẽ vào bên trong nhá. Bên trong. Đấy. 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 Có người thuê rồi gì? Có người ta ở. Đấy. Những trắng nhỉ? Tí nữa người ta ra rồi mình vào bật bếp tắm. Trắng thế. Trắng quá nhỉ. Có cà phê uống nước nóng luôn. Đấy. Chào mọi anh em nhá. Ừ. Ui giời. Anh em đắp. Ui. Sợ là người anh em đắp cái chăn dài này á, dài 3 mét này á. Chăn dài 3 mét này á. Đây có lò sưởi đây. Lò sưởi. Đấy. Cái này nó thoát ra ngoài này. Ui. Nhà tắm đây, nhà tắm đây. Nhà tắm này mình chưa nhưng mà. Anh em đắp cái chăn này đấy. Cái chăn to và dài này mà chắc tối nay anh em sẽ ngủ đây thôi. Đấy. Đây, anh em thấy cái đèn này họ chế rất hay này. Đấy, cái đèn này họ chế rất hay. Cây, cây. Cổ kính không? Anh em thấy cổ kính không? Cổ kính. Đây. Cổ kính quá. Dã man luôn. Đấy. Sang trọng lịch sự này. Dép để sẵn cho khách này. Quá hay. Để sẵn cả dép luôn. Đào để rừng thôi đúng không? Cần gì mang nhà đứng nhìn mới đẹp. Đây, đào đây đi. Ngồi đây nướng. Hết rồi, bảo là mấy hôm Tết được khách lên vét sạch. Vét sạch hết gà rồi. Hết gà hết vịt. Hết gà hết vịt nhỉ. Chứ còn gì nữa đòi ông. Ông ấy đòi ăn bằng được kìa. Không đúng đúng cây mận đấy. Hôm trước cái cây này nó ra thấy quả. Mận trắng đây, quả nó tím đen. Thế nó hơi chua chua. Nó to không anh? Hoa mận này giống hệt như hoa đào gì? Đây có cả nê, người ta trồng cả nê nhưng mà mùa hè mới được. Mùa hè mới có nê. Cây nê cả, nó cao cao cả. Hoa mận thì như hoa đào hoa luôn. Chẳng khác gì đào trắng. Hoa mận thì có khác thì hoa đào đang trắng. Đang sử dụng nắm lờ với ít chưa? Ba con này này. Envic. Lvic. Ơi, chập trùng mây trắng. Chập trùng mây trắng có ai?